Mùa thu năm 1973, có một cuộc meeting mà dấu ấn của nó in đậm trong tâm trí những người tham gia. Đó là buổi meeting do Sở Giáo dục Hà Nội và Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh đồng tổ chức kỷ niệm ngày Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lá thư cuối cùng cho ngành giáo dục ngày 15 tháng 10 năm 1968. Trong bức thư, Bác đã kêu gọi nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, thi đua dạy tốt và học tốt, tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn. Hòa bình được tái thiết ở miền Bắc đã tạo ra cơ hội để các em thiếu nhi thủ đô có được buổi meeting này. Năm điều Bác Hồ dạy đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của đội thiếu niên tiền phong từ hàng chục năm nay. Nhà báo Phạm Thành Long hồi tưởng về quãng thời gian này khi ông còn gắn bó với công tác đội. Không chỉ là thanh niên lên đường tòng quân vào Nam giết giặc mà cả dân tộc vào cuộc chống cứu nước thì các em thiếu nhi cũng vào cuộc chống Mỹ cứu nước bằng rất là nhiều những cái hình thức phù hợp và thông qua những cái hoạt động để mà giáo dục, để lôi cuốn, để tập hợp trẻ em hướng theo một cái những cái điều tốt, hướng theo những mục tiêu cách mạng nhưng lại phù hợp với trẻ con. Buổi meeting lớn của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức tại công viên Thủ Lệ ngay trước thềm năm học mới 1973. Ông Nguyễn Văn Trân, Bí thư Thành ủy Hà Nội khi đó cũng tham dự, dù ông còn đang rất bận rộn với công cuộc tái thiết thủ đô. Những hình ảnh gợi nhớ về một thời, về những phong trào thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Thiếu nhi Việt Nam phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ, vừa học vừa chơi, nhưng cũng sẵn sàng, khi Tổ quốc cần, mỗi em nhỏ cũng trở thành dũng sĩ. Chính các em, cái tổ chức đội của các em không những là tập hợp giáo dục, nhưng các em cũng tự giáo dục. Đấy là cái vai trò rất là quan trọng. Đội tự giáo dục với các em dưới sự dẫn dắt của đoàn thanh niên. Trở lại với lễ meeting năm đó, sau khi kết thúc buổi diễu hành, các em học sinh đã có một ngày vui chơi thỏa thích tại công viên Thủ Lệ với rất nhiều trò chơi khác nhau. Vì hoàn cảnh đất nước, thiếu nhi Việt Nam trong giai đoạn này đã không được hưởng một tuổi thơ chỉ biết ăn, biết ngủ, biết học hành, mà đã phải trở thành những chiến sĩ nhỏ, đối diện với bom đạn, sơ tán, xa cha mẹ, tuy nhiên vẫn học giỏi nên người. Màu khăn quàng vẫn thắm trên vai những thiếu nhi, đội viên nhỏ tuổi của Việt Nam. Họ đã luôn xứng đáng với thế hệ cha anh mình.